copier for Ren in Saigon. Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt mặc định in màu hoặc là đen trắng luôn cho cái máy in Epson L1210. Thì trong quá trình sử dụng, một số bạn là hay hỏi mình cách để thiết lập mặc định in đen trắng hoặc là in màu luôn cho cái máy in màu Epson L1210, bởi vì không phải lúc nào các bạn cũng có nhu cầu in màu, và ngược lại, không phải lúc nào cũng in đen trắng. Nghe thấy nó hơi nghịch nghịch ha. Ok, bây giờ các bạn sẽ vào trong Control Panel, View and Device Printer, hoặc là lít vào chỗ này, Black Icon, Device and Printer. Đây, các bạn tìm tới cái biểu tượng Epson L1210 Series, sau đó lít chuột phải lên chọn Printer Properties. Rồi, ở trong này cái tab Reference nữa các bạn, tab General Reference. Rồi, các bạn quan tâm ngay chỗ dòng Color nữa các bạn. Color là màu, grayscale là tông xám. Thì các bạn muốn mặc định lúc nào máy của mình ra đen trắng luôn thì các bạn sẽ chọn grayscale và sau đó apply, ok. Tương tự như vậy ở tab Advanced, Printing Default, grayscale, ok. Rồi các bạn click vào Green Test Bay, thì lúc này máy in ra tờ giấy A4, in ra đen trắng nha các bạn. Logo sẽ không có màu xanh. Đây nha các bạn. Ngoài ra còn có vấn đề cài đặt chất lượng in, đó là quality nữa các bạn. Nháp, ráp là nháp, standard là tiêu chuẩn, hai là chất lượng cao. Thì ba cái chế độ này tương ứng với ba cái tốc độ cũng như là ba chất lượng hình ảnh khác nhau. Nháp thì in nhanh rồi ha, in mẫu thôi. Standard in chuẩn bình thường, hay là chất lượng cao. Khi các bạn chọn chất lượng càng cao thì tốc độ in ra càng chậm, đồng nghĩa là cái file bạn in ra sẽ càng đẹp hơn, mịn hơn. Còn nếu các bạn muốn mặc định lúc nào cũng in ra màu, file màu in ra màu, file đen trắng ra in đen trắng, thì các bạn cứ chọn vào chữ color ha. Đây, mình chọn color lại. Lúc này mình in ra cái logo nó sẽ có cái màu xanh nha các bạn. Logo biểu tượng mình nó sẽ có màu xanh. Đây. Như vậy là chúng ta đã xử lý xong trường hợp các bạn muốn in màu hay là đen trắng mặc định trên máy in Epson L1210 nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Các bạn thấy video này hay, hữu ích, tặng cho mình một subscribe, like, share, comment, bật chuông để luôn luôn được nhận nhiều video chia sẻ mới nhất nha các bạn.